Vụ Trang Nemo, luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên, hội đồng xét xử không đồng ý. Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Trang Nemo đề nghị hội đồng xét xử triệu tập điều tra viên, hai cán bộ công an có mặt tại hiện trường vào trước thời điểm sự việc xảy ra. Ngoài ra, họ đề nghị công khai chứng cứ là đoạn video ghi lại toàn bộ nội dung diễn biến sự việc để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án. Sau thời gian hội ý, tòa không chấp thuận các đề nghị trên. Theo hội đồng xét xử, quá trình tham gia bào chữa cho bị cáo, các luật sư đã được tạo điều kiện tiếp cận toàn bộ tài liệu chứng cứ, lời khai của các bị cáo và người liên quan đều có trong hồ sơ, nếu không cần thiết triệu tập điều tra viên và các cán bộ công an. Vụ án bà Lê Thị Dung có thể kiến nghị giám đốc thẩm. Ngày 16 tháng 6, luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch công ty luật Hưởng Đông, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trường hợp vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Yên, Nghệ An, có thể kiến nghị giám đốc thẩm về khả năng vụ án có được xem xét kháng nghị giám đốc thẩm hay không. Luật sư Nguyễn Danh Huế cho rằng, bản thân người bào chữa cho bà Lê Thị Dung nên có điều kiện nghiên cứu kỹ hồ sơ và tham gia diễn biến phiên tòa phúc thẩm. Ở góc độ chuyên môn, luật sư Huế khẳng định vụ án đủ căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, tuy nhiên có kháng nghị hay không là thẩm quyền của cơ quan chức năng. Đã hoàn tất việc thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng. Tại họp báo Bộ Tài chính diễn ra chiều nay ngày 16 tháng 6, đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết trong tháng 6 sẽ công khai kết luận thanh tra về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất quá trình thanh tra, dự kiến trong tháng 6 sẽ công khai kết luận thanh tra, ông Doãn Thanh Tuấn cho biết. Lý do Phương Anh và Trác Bình đăng ký kết hôn ở Hà Nam. Thông tin cặp đôi Phương Anh Trác Bình chính thức lĩnh giấy chứng nhận kết hôn khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi tại sao cặp đôi lại lựa chọn đăng ký kết hôn tại Hà Nam, không phải là Hà Nội, nơi cả hai đang sống và làm việc. Trả lời phóng viên Báo Lao Động về câu hỏi này, một đại diện Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính, Hà Nam cho biết Phương Anh có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Theo quy định của pháp luật, công dân trên toàn quốc có hộ khẩu ở đâu thì có thể đăng ký kết hôn ở đó. Phương Anh có thể đăng ký ở bên nhà trai hoặc nhà gái. Như vậy, cặp đôi đã lựa chọn đăng ký kết hôn tại Hà Nam, nơi có hộ khẩu thường trú của Phương Anh, thay vì Hà Nội, quê hương của Trác Bình.